Xin chào các bạn khán giả của Grab Việt Nam. Ở các nước châu Phi đến hiện tại, xung đột giữa các phe phái vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng. Các lực lượng đối lập bắn giết lẫn nhau một cách không khoan nhượng. Và ngay cả xe của gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc qua trạm kiểm soát phiến quân còn bị gây khó dễ. Nhưng kỳ lạ thay, khi thấy lá cờ đỏ sao vàng đi tới và trên xe có các sĩ quan mặc áo in chữ Việt Nam thì các phiến quân lại hồ hởi mời qua. Để có thể tạo nên sự khác biệt như vậy, thì những chiến sĩ mũ nổi xanh của Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đã phải dũng cảm và tận tụy hết mình để giúp thay đổi vùng đất này. Một điều mà không một phái đoàn hòa bình nào trên thế giới có thể làm được. Đó chính là những câu chuyện thần kỳ bắt nguồn từ hai chữ thiêng liêng, Việt Nam. Tại sao xe Liên Hợp Quốc phải cần lính Việt Nam đi cùng ở châu Phi? Ở các nước châu Phi đến hiện tại, xung đột giữa các phe phái vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng. Các lực lượng đối lập bắn giết lẫn nhau một cách không khoan nhượng và ngay cả xe gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc qua trạm kiểm soát phiến quân còn bị gây khó dễ. Nhưng kỳ lạ thay, khi thấy lá cờ đỏ sao vàng đi tới và trên xe có các sĩ quan mặc áo in chữ Việt Nam thì các phiến quân lại hồ hởi mời qua. Để có thể tạo nên sự khác biệt như vậy, thì những chiến sĩ mũ nổi xanh của Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đã phải dũng cảm và tận tụy hết mình để giúp thay đổi vùng đất này. Một điều mà không phải đoàn hòa bình nào trên thế giới có thể làm được. Đó chính là những câu chuyện thần kỳ bắt nguồn từ hai chữ thiêng liêng, Việt Nam. Vừa trở về Việt Nam được hơn một năm, lại vừa lên đường sang Nam Sudan làm nhiệm vụ, Thượng tá Lê Ngọc Sơn cũng không thể quên những ấn tượng khi làm nhiệm vụ trong phái bộ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi, MINUSCA. Đó chính là những câu chuyện bắt nguồn và gắn với hai chữ thiêng liêng, Việt Nam. Trước khi lên đường sang Cộng hòa Trung Phi làm nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2017-2018, Trung tá Sơn, nay là Thượng tá, không thể ngờ rằng ở đất nước châu Phi xa xôi, còn nghèo đói, loạn lạc, bệnh tật, hai chữ Việt Nam lại được người dân nhắc nhiều đến thế. Chỉ hai chữ thôi, nhưng tại đây, nội hàm của nó lại là cả đất nước, con người, lịch sử Việt Nam, là Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và cũng chỉ hai chữ ấy hóa tấm kim bài đặc biệt giúp những chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam nơi đây được chào đón thân thiện ngay cả khi đi qua trạm kiểm soát của phiến quân. Dọc đường công tác, phải gặp cả lực lượng đối lập và quân chính phủ. Mỗi lần thấy xe của Liên Hợp Quốc đi qua trạm kiểm soát, họ thường lục lọi rất kỹ. Tuy nhiên, khi thấy xe có lá cờ đỏ sao vàng, sĩ quan mặc áo gắn phù hiệu vải có chữ Việt Nam trên ngực, nhóm binh lính canh gác sẽ ngay lập tức cho qua. Anh Sơn cho biết thêm, mỗi lần như thế, các chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam lại có cảm giác như mình được có tấm kim bài đặc biệt trong tay vậy. Cũng nhờ có thứ tình cảm đặc biệt đó của người dân Trung Phi mà sĩ quan Việt Nam thường được tín nhiệm, giao nhiệm vụ dẫn các đoàn xe của Liên Hợp Quốc. Trong các chuyến công tác, ngoài treo cờ đỏ sao vàng, các sĩ quan Việt còn gắn thêm hai chữ Việt Nam trên xe. Lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh và dọn dẹp vệ sinh trong phái bộ cũng rất có thiện cảm khi gặp, tiếp xúc với các sĩ quan Việt Nam. Mỗi lần đi qua cửa an ninh, họ đều đề nghị dạy họ lời chào của Việt Nam. Tiếng "Ô, xin chào" được họ nói ra mỗi khi gặp chúng tôi. Tuy nghe không rõ, nhưng cũng đủ tạo ra sự gần gũi, gắn kết giữa hai bên. Anh Sơn xúc động nhớ lại và trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy hồi hộp. Thứ tình cảm gắn kết đó có lẽ còn được người dân Trung Phi truyền lại cho con em họ. Thế nên trên đường đi từ nhà đến phái bộ, trẻ em nơi đây thường chạy ra bắt tay các sĩ quan Việt Nam. Anh Sơn kể rằng, đang ở trong nhà mà nhìn qua khe cửa thấy chúng tôi, từ xa bọn nhỏ đã chạy ào ra để được bắt tay. Chúng phải chạy đuổi theo cho bằng kịp, thậm chí còn tranh nhau bắt tay trước. Có lẽ lời nhận xét chân thành và ấn tượng nhất khiến bất cứ ai được nghe đều cảm thấy tự hào khi là người Việt Nam là lời của Thiếu tướng Jaure Daniel Siddiqui, Phó Tư lệnh Quân sự Phái bộ MINUSCA, nói về lực lượng mũ nổi xanh của chúng ta. Tôi biết rất nhiều về Việt Nam, tôi rất yêu mến các bạn. Tôi cũng đọc và tìm hiểu rất nhiều về tướng Giáp, về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi khâm phục lịch sử chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam và đặc biệt ấn tượng với chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi thực sự nể tài năng của tướng Giáp. Bản thân tôi luôn lấy hình tượng ông để nỗ lực phấn đấu. Xét về lịch sử, Trung Phi và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Trung Phi cũng từng là thuộc địa của Pháp. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, khi Pháp rút quân khỏi Đông Dương, làn sóng đòi độc lập của các quốc gia thuộc địa của Pháp tại châu Phi rất mạnh mẽ. Lấy Việt Nam là hình mẫu, họ đồng loạt nổi dậy vũ trang và phi vũ trang, đấu tranh chính trị đòi độc lập và thành công đã đến.
Cộng hòa Trung Phi tuyên bố độc lập vào năm 1960. Uy tín Việt Nam qua các cuộc chiến tranh là rất lớn. Người dân Trung Phi thấy được một Việt Nam hùng mạnh về quân sự, cho rằng bộ đội Việt Nam thật thiện chiến, kiên cường. Khi làm việc mà họ biết mình là người Việt Nam, họ tỏ ra hợp tác làm việc với mình hơn. Trung tá Vũ Văn Hiệp, người đã hoàn thành nhiệm vụ ở MINUSCA trở về, chia sẻ. Còn với nữ trung tá Nguyễn Thị Liên, người mới sang Trung Phi làm nhiệm vụ từ tháng 7, kỷ niệm gắn với hai chữ Việt Nam của chị cũng ngọt ngào vô cùng. Ngay từ những giây phút đầu tiên, khi đoàn sĩ quan đến cổng phái bộ, tiếng hô vang Việt Nam, Việt Nam giúp chị chút bỏ hết mệt nhọc sau hành trình di chuyển hơn 20 giờ và không có chút gì xa lạ, thậm chí có cảm giác gần gũi như được chào đón trên chính quê hương vậy. Một lần trung tá Liên đến phái bộ quên mang theo thẻ, đang định quay về nhà lấy thì người gác cổng vẫy lại và nói, vào đi. Thậm chí anh ta còn hồ hởi cho biết rất yêu quý và hoàn toàn tin tưởng những người lính đến từ Việt Nam. Nữ sĩ quan chia sẻ cảm giác yên tâm và ấm áp khi ra khỏi phái bộ. Đi đến nẻo đường, góc phố nào, chị và đồng đội cũng được những người da đen cười tươi chào hỏi từ xa, nhờ dòng chữ in gắn trên ngực áo. Ở một đất nước châu Phi xa xôi, khi được đón tiếp như vậy, bạn sẽ thấy yêu đất nước mình hơn và cố gắng sống thật ý nghĩa, cố gắng lan tỏa yêu thương và truyền cảm hứng đến tất cả mọi người. Trung tá Liên bồi hồi nhớ lại. Tấm kim bài đặc biệt mà những sĩ quan mũ nổi xanh Việt Nam có được ở đất nước Trung Phi xa xôi đầy bạo lực và nghèo đói, không chỉ từ truyền thống, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, mà còn được hun đắp hàng ngày qua những hoạt động, việc làm, những cử chỉ gần gũi như đồng bào mình của những người lính Cụ Hồ hiện đại. Người dân châu Phi từ lâu đã không còn xa lạ với hình ảnh gần gũi, giản dị của các chiến sĩ mũ nổi xanh quân đội nhân dân Việt Nam trong những ngày các anh thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại đây. Không chỉ cùng ăn, cùng làm với người dân bản xứ, các anh, các chị còn kiêm luôn cả việc hướng dẫn cách trồng trọt, dạy chữ cho cả trẻ con lẫn người già. Chính vì thế mà câu chuyện giữa làn khói súng đã trở thành truyền kỳ như câu chuyện về lá cờ đỏ sao vàng và hai chữ Việt Nam đấy các bạn ạ. Có lẽ không có sĩ quan nước nào tại phái bộ MINUSCA để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và được lòng người dân Trung Phi như các sĩ quan của Việt Nam. Và chắc chắn cũng không có sĩ quan nước nào có được tấm kim bài đặc biệt như người sĩ quan Việt Nam. Đó là tình cảm yêu mến, tôn trọng, cao hơn cả tình yêu quý thông thường giữa những người bạn với nhau mà đã nâng lên thành tình cảm thiêng liêng giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Những người sĩ quan ấy đã làm tốt nhiệm vụ là sứ giả của nền văn hóa anh bộ đội Cụ Hồ, luôn gần dân và yêu dân như người thân của mình để luôn được dân quý, dân tin, dân yêu. Ông John Bossil, đại diện Bộ Y tế bang Unity, Nam Sudan từng xúc động rưng rưng nước mắt chia sẻ rằng chúng tôi rất cảm ơn các y bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam đã hỗ trợ chúng tôi trong điều trị, thăm khám bệnh cũng như cung cấp các vật tư y tế cần thiết và giúp đỡ người dân rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn đã làm việc bất kể ngày đêm, ngày thường hay ngày nghỉ. Những gì mà các bạn đã làm có ý nghĩa hết sức to lớn đối với chúng tôi. Các chiến sĩ quân y đang xông pha tại điểm nóng của thế giới không chỉ chứng minh cho thế giới thấy được trình độ y tế của quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là những sứ giả đại diện cho dân tộc Việt Nam, yêu hòa bình và đầy tinh thần trượng nghĩa. Thực tế, các phiến quân có thể bắn, giết lẫn nhau hoặc bắn vào cả lực lượng gìn giữ hòa bình của các nước khác, nhưng tiếng súng sẽ tự động im bặt khi xuất hiện hình lá cờ đỏ sao vàng trên áo, trên xe của các quân nhân Việt Nam. Điều đó đã đủ cho thấy nhân dân châu Phi yêu quý bộ đội Việt Nam như thế nào, dù chúng ta chưa đủ giàu và cũng ở quá xa để có thể hỗ trợ kinh tế quá nhiều cho mảnh đất nghèo đói này. Rõ ràng với những người dân châu Phi, ngay cả khi đó là những phiến quân hung dữ, thì bộ đội Việt Nam vẫn là những sứ giả hòa bình đáng tin cậy và cũng là những người có thể giúp họ vượt qua rất nhiều khó khăn, sợ hãi trong cảnh chiến tranh. Sự yêu thương của người dân bản địa cũng chính là động lực to lớn để các chiến sĩ mũ nổi xanh tiếp tục phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Tình cảm yêu mến, tôn trọng của người dân châu Phi dành cho Việt Nam khiến chúng ta không khỏi xúc động và tự hào vì hình ảnh đẹp của đất nước ta lại một lần nữa ghi dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế. Các bạn khán giả của Grep Việt Nam có cảm thấy tự hào giống như tôi sau khi biết được những hành động tuyệt vời của các chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam ở châu Phi không? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với chúng tôi nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo!